Sang câu số 4 này. Look, hãy nhìn kìa, a man. A man là một người đàn ông. Look hay là listen thì nó đều mang cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Thì vấn đề là mọi người xử lý nó như nào thôi. Đúng rồi. Mọi người nhớ đôi phụ âm là được nhá. Người đàn ông đang chạy sau cái tàu tàu hỏa đấy. Được chưa? The train này là tàu. Đáp án câu 3. Câu 3 đây, mình thêm S đây này mọi người. Đây, đáp án câu 3 đây. Nhá. Rồi, sang câu 5. Câu 5 thì chắc chắn nó thì hiện tại đơn rồi. Seagull. Câu nào dễ quá mình sẽ không hỏi mọi người đấy nhá. Chắc chắn mọi người đúng hết. Best student. Best student là từ best này mang nghĩa là tồi tệ này, xấu này, là xấu xa, là tồi tệ này. Được chưa? Bad là xấu, student những học sinh xấu, học sinh học 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 hay nghịch ngợm đấy. Never work hard, đúng không? Những học sinh xấu thì giữ nguyên đúng không? Con là phải giữ nguyên nha mọi người. Thì không bao giờ làm việc chăm chỉ cả, hay là học tập chăm chỉ nha. Rồi câu số 7, it often. Trời thì thường rain in the summer. Đúng không? In the summer. Trời thường mưa vào mùa hè. Bây giờ thì nó đang it's raining. Được chưa? Rồi, sang câu 8. Câu 8 này thì mọi người nhìn vào, đó đây là tất cả những cái từ trạng từ chỉ tần suất thôi nhá. Never là không bao giờ này. Được chưa? Không bao giờ, always là luôn luôn này. Gặp những cái từ này thì mọi người chắc chắn chia nó thì đã đơn. Và teacher. Giáo viên thì làm sao? Giáo viên thì luôn luôn ở chỗ này, các bạn thêm S vào nhé. Đấy, số ít thì luôn luôn chỉ point này, thì point này là chỉ nhé mọi người. Mọi người lấy cái tay hay lấy cái gì mọi người chỉ vào ấy thì là chỉ nhá. Giáo viên thì luôn luôn chỉ at the blackboard, chính là bảng đen đó mọi người. Từ board này nó mang nghĩa là cái bảng này, black này là đen này, được chưa? When he one, anh ấy muốn này, từ one này mà nghĩa là muốn cho mọi người, nguyên thể nó như này. Đi với chủ ngữ là he thì thêm s vào cho mình. When he wants to explain something. Tức là tới explain này là mang cái giải thích cho mọi người. Explain này, tới explain này thì nó rất là phổ biến, mọi người nhớ từ này nhá. Nó mang nghĩa là giải thích. Khi mình làm gì mình không hiểu hay là từ vựng mình không hiểu thì mình sẽ hỏi là hãy giải thích cho tôi đi. Đúng không?
Mọi người đúng được nhiều không? 8 câu rồi mà. Something này là cái gì đó, đúng không? Điều gì đó, cái gì đó. Blackboard này nó chính là cái bảng đen đấy mọi người. Ok, sang câu 9 nhá. Mother. Mother là mẹ đúng không? Chỗ nào có từ at the moment? At the moment tức là tại cái khoảnh khắc này. Tại cái khoảnh khắc này thì tức là bây giờ đấy, được chưa? At the moment là tại cái khoảnh khắc này, moment. Moment. Thì mẹ tôi đang cooking. À, từ cook này mang nghĩa là nấu nha mọi người. Rồi, thế thì at the moment tức là lúc này, đúng chưa? Lúc này. Chỗ này có một cái rất cực kỳ quan trọng là lúc này. Bà ấy thì luôn luôn nấu, đúng không? Bà ấy luôn luôn nấu thì phải thêm s vào đây. She mà. Ok chưa? Mọi người chia từ cooking này mọi người phải thêm to be vào nhá. Không có to be là câu này chưa được điểm đâu. Nhớ cho mình thì tiếp diễn là luôn luôn phải có to be. Từ vựng thì mọi người ghi nhá. Bạn nào chưa biết thì ghi vào từ cook này là nấu này. Some food này nó chính là cái thực phẩm đấy. Some food, đồ ăn đấy. In the morning là buổi sáng nhé mọi người. Buổi sáng. Ok. À, câu 10. À, tôi luôn luôn. Được chưa? Tôi luôn luôn. Always meet. Điều chủ ngữ là ai thì mọi người giữ nguyên nhé. Tôi luôn luôn gặp anh ấy on the corner of the street. On the corner này chính là ở cái góc này. Một cái góc của cái phố này. Được chưa? Ở góc phố. Tức là mọi người, cái bạn này bạn hay gặp. Tôi luôn luôn gặp anh ấy ở cái cuối phố này. Góc phố đấy. Nhìn chưa? À, chỗ này là câu hỏi nhá. Có từ nào đây thì mọi người sẽ là biết nó là thì tiếp diễn này. Where? À, thì where are nhá. Nó cho từ you xuống đây. Going. Going. Đó, đọc nhanh là going nhá. Được chưa? Where are you going now? Ai chắc chắn là phải am rồi. Go.
tôi đang đi tới thiết tờ này, là chính là cái rạp chiếu phim ấy. Mọi người có hiểu lý do vì sao chia thì ở đây chưa? Mọi người có thấy vô lý gì không? Tất cả những câu trên mà mọi người mà giả sử sai, mọi người có thấy thắc mắc gì không? Thì mình giải thích luôn cho mọi người. Ok nhá, không thắc mắc gì thì mình đi tiếp nhé. Ok, câu 12 này. Câu 12 này. Anh ấy không 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 tập thể dục, à, đều đặn hàng ngày đấy, hàng sáng ấy. Câu nào? Các bạn đang bảo câu nào? Câu 11. Đó, câu 11 thì mình phải để đây mới đúng. Đúng vị trí rồi. Rồi câu 12. Hi. À, câu 12 này thì nó nói rằng, à, mọi người nhớ cho mình là cái cụm từ là do exercise nhé. Do exercise này nó mang nghĩa là cấu trúc câu, nó là một cụm cụm động từ ấy. Nó mang nghĩa là luyện tập thể dục thể thao ấy. Do exercise. Anh ấy không. Hi, hi thì đi với da đúng không? Da not. Do. Được chưa? Từ do này là động từ nó cho nhá, còn từ đan là đi với chủ ngữ là he này. Hai ông này ông ấy làm giúp cho cái câu này nó thành lập nên cái thì hiện tại đơn là thể phủ định nhé. Do morning exercise tức là buổi tập buổi buổi sáng đấy, được chưa? Câu 13. Ờ, anh ấy đang đang tập thể buổi sáng à? Bây giờ. Con này câu hỏi nhé. Có từ nào rồi này. Có đúng như này không? Rồi. Chỗ này thừa chữ H mất rồi. À, nước thì sôi ở 100 độ. Chỗ này sai mất rồi. Đây mới đúng nhá. Đúng rồi. Boy thêm mét rồi nhá. Nước sôi 100 độ nó là điều hiển nhiên rồi. Khi nó là điều hiển nhiên rồi thì mọi người chỉ cần là chia nó hiện tại đơn thôi. Câu 15. Câu 15 có từ dentist này, dentist. Dentist này nó chính là nha sĩ nha mọi người. Dentist. Ừ, hi là anh ấy meet gì? Meet là gặp nhé mọi người. À mà chỗ này có từ next week mà. Next week này. Anh ấy sẽ đi gặp nha sĩ vào tuần tới. Được chưa? Dentist là nha sĩ mọi người. Răng hàm mặt đấy.
Thì lý do là từ next week này này, nó chính là dấu nhận biết của nó. Tuần tới anh ấy sẽ đi tới nha sĩ, được chưa? Ok. Chỗ này là good nhé. Food thì không đúng lắm. Chỗ này đi với you thì chắc chắn là A rồi, đúng không? Are you a good student? Hỏi là bạn là một học sinh tốt không? Có ngoan ngoãn điểm cao không? Được chưa? Đúng rồi, đây là to be. To be ở hiện tại đơn. Chỗ này không có đề cập thời gian gì cả. Không được gặp thời gian gì thì mọi người cứ chia hiện tại đơn thôi nhé. Nhưng mà tất nhiên nó phải theo ý nghĩa câu nữa. Họ luôn luôn làm sao? Họ thường xuyên làm sao? Usually. Thì hiện tại đơn chủ ngữ là không được rồi Lê ơi. Đây là thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn đi với động từ thường. Đây không phải to be, chỗ này không có to be nha mọi người. Chia lại đi. Mọi người không có một đáp án là mọi người không chưa làm đến hả? Dây đi với dây thì là chọn động từ đâu? Do not, đúng không? Mình học mình phải chắc mấy cái phần này. Ok chưa? Anh ấy không thường xuyên đi đến trường bằng motorbike, nó chính là xe máy ấy. Nhá. Ừ. Motorbike là xe máy mọi người nhá. Anh ấy đang bơi over there. Over there là đằng kia nha mọi người. Over there. Nhá. À, quá đằng kia kìa. Over there là quá đằng kia kìa. Over there. Chỗ này có từ nào này mọi người chia cẩn thận nhá, đừng để sai vặt. Mấy cái lỗi này là lỗi sai vặt đấy. Đây là kiến thức rất dễ nhất rồi. Anh ấy thì đang bơi ở đằng kia kìa, đúng không? Câu 19. À, the next month. Cô ấy sẽ tới đây, đúng không? She sẽ tới đây vào tháng tới. Rồi đúng rồi, welcome. Come là mới nghĩa là đến nha mọi người. Here. Here là ở đây nha mọi người. Here ở đây. Thêm chữ T vào thì là there. There thì là đằng kia. À, họ thì không phải là bác sĩ đúng không? Họ thì không phải là những bác sĩ. They are not doctors. Câu 21. Rồi thì câu 20 này, 20 câu thì mọi người nếu mà đúng được khoảng độ sai 1 2 3 4 5 câu thì mọi người xem lại nhá. Chứ sai nhiều quá thì mọi người phải học lại đấy. Đấy thì cái cách làm bài nó chỉ thế thôi. Đầu tiên là các bạn lướt cho mình xem là có dấu hiệu nhận biết nào không, thì đòi hỏi các bạn phải có từ vựng. Từ vựng những từ next này thì các bạn phải nhớ được nhá. Sau đó mọi người nhớ công thức thôi. Mọi người nhớ là công thức cho mình là được. Cụm từ get up. Get up là thức dậy. Chưa? Chỗ này chủ ngữ là he thì đi thêm s vào. Hiện tại đơn. Anh ấy thường xuyên làm gì đấy? Được chưa? Chỗ này là có từ often này nè mọi người. Often.
often là thường, đúng không? Thì chỗ này là do you often watch. Rồi, từ này giữ nguyên đi, bởi vì đã có chọn động từ do rồi. Nhá. Đúng rồi, thế một số bạn làm đúng thường xuyên luôn. Về từ vựng thì mọi người cứ từ từ nhá, mọi người học dần dần mọi người sẽ có được nhá. Quan trọng nhất là mình biết được cái công thức của nó, nhớ được công thức của nó. Từ vựng thì mình học rất là lâu. Ngay cả khi các bạn học xong rồi các bạn không nói các bạn sẽ quên, nhưng mà chúng ta phải làm nhiều, thật nhiều bài tập thì nhớ được, đấy là điều duy nhất, không có cách nào khác. Mr. Brown làm sao? Is. Chỗ này có cái dấu hiệu biết là từ nào nhá. Now là dấu nhận biết, được chưa? Listen. Ninh, đúng không? Tiếng Anh nó còn một từ nữa, cũng bằng nghĩa là nghe đấy, là từ hear này. Nhưng mà từ listen kia thì nó là nghe có chủ đích. Mình cố tình mình nghe nhá. Ví dụ mình cố tình mình nghe nhạc này. Tập trung vào đây, hãy nghe. Listen, hãy nghe này. Chưa? Còn từ hear này thì listening. Đây là câu hỏi nhá. Thì mọi người đảo lên trước. Được chưa? Hoặc là trong trường hợp này thì nếu như mà mọi người không đặt từ đằng trước ấy, mà mọi người đặt đằng sau này nhá, thì mọi người chỉ cần luyến cái từ này lên một chút thôi. Cái câu này này, cứ đọc bình thường, mình bỏ từ này đi cũng được. Mình đọc là Mr. Brown is listening to music now. Đúng không? Now listening to music now là được nhá. Còn nếu mà mọi người không luyến từ now lên trên ấy, từ now là thêm dấu sắc vào, thì mọi người sẽ phải cho lên đầu tiên này này. Được chưa? Câu 24. On the weekend. Tôi thường xuyên, usually là thường xuyên, I usually go. Các bạn đi với chủ ngữ là ai thì các mọi người chỉ cần go shopping là được rồi. Đây là cụm từ nha mọi người. Shopping, go shopping nha. Đây là cụm từ. Go shopping là cụm từ luôn, không cần phải tu gì cả. Rồi, Hải, Hải often watch. Thì đi với chủ ngữ là Hải thì mọi người nhớ là, nhớ là thêm s vào đây nhá. Đây là thì hiện tại đơn nhá. Hải thường xuyên làm gì đấy thì hiện tại đơn. Wash là rửa nhá mọi người. Wash là rửa. Rửa mặt của anh ấy đúng không? His face. Anh ấy rửa mặt, mặt của ai? Mặt của anh ấy. His face. At the moment là à, lúc này, khoảnh khắc này nhá. Thì cô ấy đang chơi badminton là cầu lông đấy. Is playing, đúng không? Play là chơi nhá mọi người. Chơi cái gì đấy thì mọi người là play. Cô ấy đang chơi cầu lông à? Đúng không? Rồi. Ở câu 27 này. Mọi người nhìn từ N này nhá, đây là hai người, N này là hai người này. Thanh và Mai. Thì chỗ này các bạn không cần phải thêm S nữa. Được chưa?
Hai người này thì luôn luôn see the movie, tức là see a movie, tức là mình xem phim ấy. On Saturday là thứ bảy. Được chưa? Mọi người nhìn hết nhé. Câu 28 này là câu hỏi này. Often này thì nó vẫn thế thôi. Đi với he là mình sẽ là đa nhé. Sau khi đã có trợ động từ rồi thì giữ nguyên cho mình. Câu 29 thì chắc chắn đi với we là A rồi đúng không? Đi với we là A rồi. À, chúng tôi là những học sinh của lớp 8A. Chưa? See often. Sida not do đúng không? Do home. Homework. Cô ấy không làm bài tập về nhà vào buổi tối. In the evening. Được chưa? Ok mọi người làm cho mình từ câu 100 đến 100. Mọi người làm 20 câu tiếp nhé. Chúng ta sẽ chấm dứt cái thì hiện đây vẫn còn nhé, nhiều câu vẫn còn nhé. Nhưng mà mình sẽ chuyển sang một phần ngữ pháp mới thì mọi người xem mọi người làm như nào nhé. Làm từ một câu 100 đến 120 nhé. Làm cho 10 phút. Ok, mọi người làm xong chưa? Câu 100 nhá. Câu 100 này thì vẫn là always giờ thôi. Thì thêm S này. Được chưa? Anh ấy luôn luôn lái chiếc xe của anh ấy để đi làm, đúng không? Để làm việc. Nhưng giờ anh ấy nhưng mà hiện tại anh ấy đang được chưa? Câu 101. Câu 101 này thì là chúng ta bắt đầu sang thì hiện tại hoàn thành. Lý do là yes, đúng không? À, bạn đã rửa những cái đĩa chưa? Đúng bát đĩa chưa? Nhớ cho mình là cấu trúc câu của thì hiện tại hoàn thành là chủ ngữ này, cộng have và hoặc là have giờ tùy chủ ngữ này. Đây với you là chúng ta dùng have ở đây đúng không? Wash, wash thì bạn thêm ed bình thường nhá. Được chưa? Nhớ thêm ed nhá. Wash the dishes chính là cái những cái bát đĩa đấy, được chưa? Thì bạn đã rửa nó chưa? Đúng chưa? Yes nó nghĩa là chưa này mọi người. Wash là rửa. Câu 102. Hôm qua tôi đã rửa. Nhưng mà hôm nay thì có từ yesterday mọi người chia thì quá khứ nhá. I washed.
Nhưng mà hôm nay tôi thì vẫn chưa rửa nó, được chưa? Có từ viết này này. Tôi vẫn chưa có thời gian để rửa nó. Have và no time. Have và no time. Tức là tôi have và no, no time tức là không thời gian đấy, được chưa? I have a hết đúng không? Đây thì đã hoàn thành nhá. Hôm nay tôi vẫn chưa có thời gian để làm cái điều này. Trong quá khứ tôi vẫn chưa 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 rửa nó. Hôm qua tôi không thời gian. Hôm nay tôi vẫn chưa có thời gian. Cho hôm nay tôi vẫn chưa có thời gian. Và tương lai tôi có thể tôi vẫn chưa có thời gian để tôi rửa cái bát này. Mọi người hình dung không? Cái thời điểm mà chúng ta bạn này bạn không có thời gian đấy, bạn ấy từ hôm qua đến hôm nay nhá. Tôi đã à, đây là câu đầu tiên là câu tôi đã rửa những chiếc đĩa tối hôm qua. Nhưng mà tôi đã không có thời gian để làm nó hôm nay. Với dấu hiệu nhận biết là yes đây. Yes này là dấu hiệu nhận biết của thuyền hoàn thành nhé. Đúng rồi. Bạn Huy làm đúng rồi, làm bạn làm đúng đó. Tức đến thời điểm hiện tại là sáng giờ đấy thì tôi vẫn chưa chưa thời gian rửa. Còn hành động này đã kết thúc rồi. Hành động này đã kết thúc từ hôm qua rồi thì mình chia quá khứ đơn nhá. Nhưng mà à, hôm nay tôi vẫn chưa có thời gian để làm cái điều này. Yes này là một cái dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. This is the first time. Đây là lần đầu tiên thì đây cũng sẽ chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. À, đây là lần đầu tiên nhưng mà không có nghĩa rằng tương lai tôi sẽ không làm cái điều này nữa nhá. Những cái sự vật hiện tượng gì mà nó diễn ra trong tương lai nó còn nữa, hiện tại nó có rồi. Đây là lần đầu tiên tôi ăn các loại thực phẩm này. Kind of food, this kind là loại này đúng không? Kind of, this kind of, nó là một cấu trúc câu đấy, nó là một cụm từ. Quá khứ đơn lên thêm đi đây mọi người. Mọi người nhìn kỹ cái đuôi nó nhé. This is the first time. This is second time. Đây là lần đầu tiên nhá. Đây là lần đầu tiên tôi ăn các loại thực phẩm này. Tương lai tôi có thể tôi sẽ ăn nữa, đúng không? Đây là lần đầu tiên nhưng mà tương lai tôi sẽ có thể ăn nữa. Ai mà biết được. Đúng không? I have eaten. Đúng không? Quá khứ phần thứ hai của eat là eaten nhé. Thừa một chữ A. Nhớ cho mình cái cấu trúc câu khi mà cứ gặp từ this is the first time thì mọi người chia nó thì hoàn thành nhé. Cơ 1 đến 4 này nó không có dấu hiệu. Nó không có dấu hiệu gì cả. Câu này thì có hơi khó cho mọi người. Thì giả sử như câu này dịch là Susan này đã tới England là đã tới Anh bằng máy bay à, cũng đúng. Mà Susan sẽ đi tới England bằng máy bay chứ thì cũng đúng. Nhá. Câu này phụ thuộc vào các hoàn cảnh của người ta. Hoàn cảnh của người nói thôi. Được không? Mọi người chưa quá khứ cũng được. Mà chưa tương lai cũng được. Câu là mình xin phép không được ghi đáp án nhé. Bởi vì nó không có dấu hiệu rõ ràng. Câu 1 đến 5. Câu 1 đến 5 là những đứa trẻ tuần trước ấy, đúng không? Last weekend là cuối tuần trước thì không ở nhà. Không ở nhà thì có phải đây không? Last weekend. Chỗ này nó là nếu như mà chỉ có từ child không ấy thì mọi người chia nó là was ba chữ ấy. Nhưng mà vì đây là children. Đây là một trong số ít những cái từ mà
khi chuyển thành số nhiều nó biến đổi hẳn đi, không phải là thêm s hoặc là thêm s. Nhá. Câu 104 này. À 106 này. Có cái từ z này là dưới nhận biết rồi. À, bạn đã là hoàn thành cái bài tập về nhà rồi chưa? Đúng không? Bạn hoàn thành chưa? Nhá, từ đan này thì là quá khứ phần thứ hai của từ đu rồi này. Mọi người có dễ hiểu không? Mọi người cứ nhìn vào giới nhận biết thôi. Vâng, tôi đã hoàn thành nó cách đây 1 tiếng rồi. Ago. Cách đây 1 tiếng là nó có mốc thời gian cụ thể trong quá khứ rồi đúng không? Finished, mọi người thêm ed vào nhá. Quá khứ mà. Cách đây 1 tiếng là đã. Ví dụ bây giờ mình 10 giờ sáng đi, mà mình hỏi lúc 9 giờ, tôi đã kết thúc lúc 9 giờ sáng rồi. Khi đó thì nó đã có dấu hiệu nhận biết rồi. Nhá. Cách đây 1 giờ, cách đây 1 năm hay cách đây 1 tuần thì nó có dấu hiệu nhận biết cụ thể rồi. Tôi đã kết thúc nó rồi. Được chưa? Câu 107. Tôi đã không gặp Peter từ khi tôi đến vào thứ ba tuần trước. Cái hành động đến này này. Cái hành động đến này nhá. Sau này thì tôi đã đến vào thứ ba tuần trước rồi. Chính vì thế nó đã kết thúc rồi. Được chưa? Đến vào thứ ba tuần trước mà. Last Tuesday. Được chưa? Thì có phải là cái thứ ba tuần trước là đã xác định không? Thời gian xác định rồi nhá. Cái hành động đến này này là tôi đã đến rồi. Tôi đã không gặp Peter từ hôm đến nay. Nhưng mà từ hôm đến nay là tôi không gặp rồi. Hôm nay tôi không gặp. Có thể ngày mai tôi cũng sẽ không gặp nữa, đúng không? Đấy, thế thì chỗ này mọi người sẽ là, được chưa? Từ see này chuyển thành saw nhưng mà quá khứ phần từ hai thành seen nha mọi người. Câu 108. Cho nó có một từ mới này. Từ arrest này nó chính là cái từ bắt giữ đấy mọi người, arrest. Bắt giữ nhá. Cảnh sát thì đã bắt giữ hai người. Two people là hai người nhá. Early this morning và sáng sớm nay. Tức là sáng nay nhá. Sáng nay đã có mốc thời gian rồi, là sáng nay rồi, được chưa? Sáng nay cảnh sát thì đã bắt giữ đúng không? Mọi người thêm ID về sau thôi. Sáng nay cái hành động này đã có rồi và người ta đang kể lại. Đã bắt giữ rồi. Câu 109, mọi người để ý cho mình cái từ you stay there. Chỗ này là quá khứ nhá. Chỗ này dịch ra là bạn đã tới thăm cái gì? Tower là cái tháp đúng không? Tòa tháp CN này khi mà bạn ở Toronto chưa? Toronto nó là một cái thành phố của Canada nhá. Khi mà bạn đã ở Toronto này, tức là người ta hỏi chính xác cái thời gian mà khi cái thời gian ngay khi mà các bạn đang ở Toronto ấy, được chưa? Tức là cái hành động ở Toronto này, đây là quá khứ này. Cái hành động ở Toronto này thì đã xác định rồi.
nhá. Cái ngày mà bạn đã ở cái Toronto này thì bạn đã thăm chưa? Thì bạn đã đi thăm chưa? Đây là cấu trúc câu, nó không mang tính chất là diễn biến thời gian đâu, mà nó cùng, đó nó cùng là một thời điểm đấy mọi người. Tại cái thời điểm mà bạn ở ở Toronto này, được chưa, nó là mốc thời gian xác định, nó không cụ thể như là mốc thời gian của bình thường nhá, nhưng thời gian này nó vẫn cụ thể, nó lấy cái mốc mà bạn ở đấy, được chưa. Ví dụ cái ngày mà bạn còn là sinh viên đấy thì ngày đấy nó là mốc thời gian cụ thể, và người ta nếu cần thiết người ta có thể lần ra được nhá, thì người ta có thể xác định được, thì nó là thời gian xác định rồi. Thì khi xác định rồi thì mọi người chia đứt đây nhá. Mặc dù mọi người sẽ không nhìn thấy từ last week hay là last day hay là last month, last year, nhưng mà nó chính là cái ngày mà bạn ở Toronto ấy nhá. Đứt rồi thì không còn thêm ID rồi nhá. Did you visit the CN Tower when you stayed in Toronto? Đúng rồi. Từ people này nó mang nghĩa là số nhiều nha mọi người. Từ hai người trở lên thì mọi người sẽ dùng là people. Còn nếu một người thì mọi người dùng person. Trong tiếng Anh nó sẽ có rất là nhiều từ mà nó sẽ không thêm s vào đằng sau như này để thêm là số nhiều hay số ít đâu nhá. Mà nó sẽ biến đổi hẳn sang từ khác ấy. Thì mình sẽ đến với chủ đề những vào những buổi học tiếp theo. Được chưa? Câu 110 này. Đúng rồi. Cái câu 110 này thì mọi người phải để ý nghĩa của nó. Họ đã làm sạch những chiếc xe đúng không? Cái xe ô tô này rồi, và bây giờ thì trông nó như là mới. They clean the. Những câu này mọi người có làm hay không? Thả thấy đáp án, không thấy mọi người có một đáp án nhiều. Đây là chưa làm. Phần này làm các bạn rất dễ sai nhá. Phần này các bạn làm cực kỳ dễ sai luôn này. Nó trông thì mới trở lại, được chưa? Họ đã làm sạch cái ca này rồi, cái xe ô tô này rồi. Thì bây giờ trông nó mới mới được đúng không? Clean được. Thật ra trong câu này mọi người có thể dùng thì hoàn toàn hoàn thành cũng được. Thường tạo thành thì nó sẽ mở rộng cái vùng thời gian lên, thì cái cuối cùng là mọi người muốn đề cập tới cái mốc thời gian như nào thôi. Chỗ này New World có cái mốc thời gian là 1492 kìa mọi người. Chỗ này có mốc thời gian là 1492 nhé. Có cái mốc thời gian là 1492, khi là quá khứ thì mọi người cứ chia quá khứ bình thường thôi. Mọi người chỉ cần thêm ed vào là xong nhá. Được chưa? Arrive đã đến cái in the new world, thế giới mới vào năm 1492. Chắc là tên một địa danh thôi. À, cái mùa đông trước ấy thì Robin đã ở với anh ấy đúng không? Đã ở với bố bố của anh ấy ở cái thị trấn này, một nơi này trong 3 ngày. Được chưa? Thì cái mùa đông trước thì nó đã diễn ra chưa? Nó đã diễn ra rồi đúng không? Nó có mốc thời gian cụ thể là mùa đông trước rồi. Thế thì mọi người chỉ cần thêm ED vào là xong thôi mọi người. Nhá. Nó không phải là tương lai được. Nó không phải là hiện tại vì nó có last.
last winter, tức là mùa đông trước ấy, thì đã ở, stay này là ở nha mọi người, ở với bố của anh ấy ở một cái gì đấy thị trấn này, là nơi địa điểm của nó đây, trong 3 ngày. Tôi đã đánh mất cái key của tôi, vì vậy tôi không thể mở cái cửa của tôi được, được chưa? Từ lost, đúng không? I lose. I lose my key, đúng không? Tôi đã đánh mất những cái chìa khóa của tôi rồi. Vì vậy tôi không thể mở cửa được. Thế thì về mặt hành thức thì mình không nhìn thấy cái dấu hiệu nhận biết của nó, nhưng mà mình dịch nghĩa thì mình mới mới biết được, hiểu ý nghĩa của nó. Thì cái hành động đánh mất chìa khóa này này thì tôi đã đánh mất nó rồi. Hiện tại thì tôi vẫn đang mất nó. Đúng không? Cái câu này này thì nó phải chia thì rộng hơn một chút là thì đã hoàn thành nhé. Vì cái hành động nó mất chìa khóa này thì nó mất rồi mà. Hiện tại thì vẫn đang bị mất. Chưa tìm thấy. Đi với A thì mình sẽ dừng là have nhé. Từ loser thì thành lost nhá. Bước quy tắc. Câu 114. Nina thì đã gãy chân rồi. Bây giờ cô ấy thì vẫn đang ở viện. Thế thì cái hành động mà gãy chân của cô ý thì cô ý đã bị gãy rồi đúng không? Thì hiện tại cô ấy vẫn đang bị gãy mà, cô đang ở viện thì vẫn đang bị gãy mà, chưa khỏi được. Hiện tại cô vẫn đang gãy chân mà. Thì cô ấy đã bị gãy chân. Hiện tại cô ấy vẫn đang gãy chân nhá. Cô vẫn đang bị gãy chân mà. Đây là cái cách mà mọi người có thể là hiểu được cái câu này tại sao không chịu quá khứ. Đây cái câu này, cái câu này nó thể hiện rất là rõ này. Cô ấy vẫn đang ở viện, tức là cái hành động gãy chân của cô ấy vẫn đang gãy chân mà. Cô ấy chưa chuyển trạng thái. Đúng không? Câu 115. Hôm nay thì tôi chưa nhìn thấy Pau. Mà tôi đã nhìn thấy anh ý vào tuần trước rồi, cuối tuần vào chủ nhật đấy. Hôm nay tôi vẫn chưa nhìn thấy anh ấy, mà có thể là ngày mai tôi cũng chưa nhìn thấy. Thì chính vì thế mà cái thì hiện tại hoàn thành này nó là một cái thì rất là rộng. Khi mà mọi người không, đây không phải là hành động lặp đi lặp lại thói quen, mà mọi người không thấy mốc thời gian cụ thể của nó đâu, thì thông thường mọi người có thể chia ra thì nó hoàn thành. Last Sunday thì mọi người chắc chắn từ này thì dễ rồi, từ này thì có từ last Sunday ra ở chủ nhật trước đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay tôi vẫn chưa nhìn thấy anh ấy đâu cả. Có thể là ngày mai tôi cũng không nhìn thấy bạn anh ấy đâu. Đã có ai gọi chưa đúng không? Đã có ai gọi? Đã có ai gọi chưa? Ok. Có từ last Friday nó chính là thứ sáu tuần trước. Thứ sáu tuần trước thì chắc chắn nó sẽ chia là visited rồi. Được chưa? Ba người đã thăm anh ấy ở viện. Last Sun, last Friday.
ba người đã thăm anh ấy ở viện. Hospital là bệnh viện nha mọi người. Hospital là bệnh viện. Đúng rồi, visit này là thăm nó. Đến thăm thôi, không phải đến ở đâu. Chưa? Có từ last Friday, tuần trước rồi. À, sofa này nó là một cái dấu nhận biết của thì toàn thành nha mọi người. Sofa là đến thời điểm hiện tại nhá. Sofa là mang nghĩa là đến thời điểm hiện tại, và chúng ta dùng rất nhiều từ này trong trong giao tiếp hàng ngày. Sofa đến thời điểm hiện tại thì bạn đã how many game, tức là có bao nhiêu cái trò trò chơi này mà bạn đã thắng được rồi. Your team. Cái từ your team này thì mọi người chia là have hay has thì đều được nhé. Lý do là nếu như mà bạn dùng danh từ số nhiều ấy thì bạn đang muốn tách cái team của bạn ra bên ngoài. Thì bạn đang muốn tách cái team này là từng cá nhân một. Thế nhưng mà nếu mà mọi người để has ấy, được chưa? Thì các bạn sẽ nhấn mạnh là cái team này của tôi chỉ có là tôi chỉ là một đội thôi. Tôi đoàn kết chỉ là một đội thôi. Khi một đội thì mọi người dùng your team. Nhưng khi mà mọi người dùng have vào chỗ này thì mọi người sẽ có ý định là những người bạn trong đội của tôi ấy nhá. Còn là mọi người chia have và hay giờ đều được. Từ win này thì thành won nhá. Được chưa? Câu 119 à, cô ấy tới Nhật nhưng mà hiện tại cô ấy đang không 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 quay trở lại, đúng không? Cô ấy đã tới Nhật nhưng mà cô ấy hiện tại thì cô ấy vẫn chưa 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 quay trở lại. Thế câu này nếu mà mọi người nhìn từ nào này mà mọi người chia luôn đấy thì mọi người sẽ rất là dễ sai nhá. Cô ấy đã tới Nhật rồi, được chưa? Nhưng mà hiện tại bất nào này thì cái hành động tới này này thì nó đã diễn ra rồi, đúng không? Thì hiện tại này thì cô ấy mới không 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 quay trở lại, đúng không? Cô ấy đã tới Nhật nhưng bây giờ, tức là cái hành động đấy nó đã diễn ra trong quá khứ rồi. Được chưa? Hành động cô ấy đến là đã diễn ra trong quá khứ rồi. Thì mới đến nhưng được chưa? Thì mới bất nào được, được không? Bất nào. Nhưng bây giờ cô ấy chưa quay trở lại. Được chưa? Has Has Từ come này thì khi ở quá khứ thì vẫn là come nhé mọi người. Come back. Cô ấy đã tới Nhật rồi, hiện tại, nhưng mà hiện tại cô ấy vẫn chưa quay trở về. Tức là các hành động đến Nhật này nó đã xảy ra rồi. Được chưa? Nhá. Cái hành động đến Nhật đã diễn ra rồi nhá. Mặc dù mọi người sẽ không thấy thời gian đâu, nhưng mà về đây này, cái thời gian nó nằm ở đây này. Cái từ nào này, nhưng mà bây giờ thì cô ấy vẫn chưa quay trở về nhá. Chứ mọi người không 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 nên không có dấu hiệu nhận biết của cái thì quá khứ đâu. Nhưng mà đến hiện tại cô đã tới Nhật rồi. Nhưng mà hiện tại cô ấy chưa quay trở về Việt Nam. Chưa quay trở lại. Câu 119. Chúng ta làm nốt cái bài này chúng ta nghỉ nhá. Thì bài tập thì mình gửi cho mọi người rồi, thì mọi người làm, thì lát nữa mình sẽ gửi cho mọi người cái đáp án. Sau đó mọi người, chủ yếu là mọi người nếu mà mình không học trên lớp này thì mọi người sẽ ngồi mọi người tự dịch. Dịch thì toàn những từ quen biết rồi thì mọi người chỉ dịch những từ không biết thôi. Đây này. Ví dụ những cái từ này thì mọi người biết hết rồi đúng không? Visit là thăm rồi. À, 2 weeks ago, tức là 2 tuần trước.
2 tuần trước thì đã có mốc thời gian cụ thể rồi nhá. 2 tuần trước có mốc thời gian cụ thể rồi. Nó tương tự như là cái ngày mà bạn còn ở, mặc dù mọi người ở Toronto ấy. Thì chỗ này thì mình thêm LA thôi. 2 tuần trước thì nó là cái thời gian xác định rồi. Ago cách đây nhá, cách đây 2 tuần. Ago 2 weeks. À, họ đã tới thăm cái nông trại cách đây 2 tuần. Được chưa? Đúng rồi. Nhá. Ok chưa? Đấy. Thì dưới này thì bản chất thì mọi người cũng chỉ là bài tập. Nhưng mà trong này nó sẽ có một phần rất là quan trọng. Nó chính là quá khứ hoàn thành. Thì quá khứ hoàn thành này thì nó cũng dùng rất là nhiều. Thì chắc là buổi sau mình sẽ dạy kèm cả hai thì. Thì quá khứ đơn. À, thì quá khứ tiếp diễn. Và thì quá khứ hoàn thành. Hai thì này thì nếu mà không dạy thì các bạn sẽ rất là khó, bởi vì nó cũng xuất hiện rất là nhiều. Nhưng mà mức độ quan trọng phổ biến thì là ít hơn các thì mình đã dạy cho mọi người rồi. Nên là buổi sau mình sẽ dạy cho mọi người hai thì này trong một buổi luôn. Nhá, thì bài tập thì mình đã gửi cho mọi người qua Zoom rồi. Đây mình gửi lại cho mọi người tất cả những cái